Còn trận cuối nữa là lên cao thủ rồi. Cố lên, cố lên. Cứu xong, chút nữa đừng có ám mạng của thầy hổ nha. Hãy vừa mới nhắc xong, đừng có ké. Thế là đồng đội đi theo mình là một chuỗi 4 năm mạng liên tục luôn. Còn lại ba đứa, chắc nó thấy tên mình hiện lên khi hàng ngục đồng đội nó nên nó trốn nãy giờ để chờ mình di chuyển lỗi để phục kích đi mà. Nhưng mà đâu có dễ.